mình dùng những chai dầu tao đã luôn á, tao đã luôn á. Thề với các bạn luôn là đánh cái nền lên là cái nền đẹp lung linh xuất sắc 10 điểm, không cần cài kem dưỡng luôn. Rồi, ở một diễn biến khác, giá có 195.000. Sau đó thì bây giờ nó đang được sale với giá 149.000. Hi, welcome back. Mình gặp 188 và đây là YouTube channel của mình, 188 channel. Chúng mình đến mình thì mình tên là Bu, mình làm video về beauty và đời sống. Và ở nội dung của video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn 8 loại serum làm căng bóng da, nhưng với một cái giá rất là rẻ. Có một số loại nó chỉ có 120.000 cho đến 150.000 thôi, nhưng hoàn toàn có thể làm cho da của bạn căng bóng. Nhưng mà mình sẽ nêu ra những cái ưu điểm của nó và những cái nhược điểm của nó. Bên cạnh đó, mình sẽ chỉ cho các bạn cách kết hợp như thế nào để có thể đạt được hiệu quả to lớn nhất đối với những sản phẩm này nha. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Đầu tiên, nói sơ qua về nguyên lý làm căng bóng da thì chúng ta sẽ cần có một vài hoạt chất, ví dụ như là acid glycolic acid hoặc là lactic acid, nói chung là những cái nhóm họ AHA nói chung, một vài loại peptide có khả năng ức chế một vài cái loại enzyme làm cho da của chúng ta bị xỉn màu. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ cần một vài loại kiểu cấp nước, cấp ẩm hoặc là làm sáng da nữa, ví dụ như là vitamin C chẳng hạn, vân vân. Thì đó sẽ là những cái hoạt chất cần thiết là chìa khóa cho một làn da căng bóng. Rồi, chúng ta sẽ đi review luôn một số vài sản phẩm nha. Đây là một sản phẩm khá là hay, mình đang trải nghiệm nhưng mà mình thấy đây là một sản phẩm mọi người rất là nên xuống tiền mua. Đây là Compliment Hydra Lip Hyaluron Serum. Thực ra thằng này á, nó là serum HA, nhưng mà cái hoạt chất chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong này đó là elastin, và nó đã được thủy phân ra rồi. Nghe các bạn sẽ thấy hơi quen. Nói chung là như thế này, da của chúng ta sẽ bao gồm hai phần, đó là collagen và elastin, và cả hai cái loại này đều sẽ mất đi theo thời gian. Các bạn sẽ thấy rất là nhiều các loại kem ở ngoài kia chứa collagen thủy phân, nhưng mà elastin thì nó đã hiếm rồi, mà elastin thủy phân nữa thì mình thấy trên thị trường mới có một loại serum này có thôi. Nếu như những cái loại serum khác có thì chắc chắn là giá của nó sẽ cao hơn. Đặc biệt là em này chỉ có 120.000, và em này thì sẽ có 7 ống, mỗi ống là 2ml, thì tính ra là 14ml cho 120.000, thì mình thấy giá này vẫn rất là rẻ, không có gì phải bàn cãi hết. Bản thành phần hoàn toàn đẹp, không chứa cồn, không chứa hương liệu, chỉ có elastin, thủy phân với lại muối của HA thôi. Đây, mình sẽ cho mọi người coi cái kết cấu của nó. Nó sẽ có từng ống nhỏ như thế này nha mọi người. Đó, và cái form của nó cũng cực kỳ lỏng luôn, nó thấm vào da rất là nhanh. Mình thấy đây là một ưu điểm, các bạn có thể kết hợp với tất cả mọi thứ luôn. Ví dụ như bạn có thể kết hợp với retinol, các bạn có thể kết hợp với các sản phẩm acid khác, các sản phẩm peel khác mà không ngại cái vấn đề nó sẽ gây kích ứng hoặc là nó bị dày cho làn da. Đây là những cái điểm cộng rất là to lớn. Mình chấm cái em này phải là 9.5/10 luôn, tại vì có quá nhiều ưu điểm. Em này sẽ phù hợp với những bạn nào có làn da dầu cho đến làn da thường, những bạn đang có làn da bị lão hóa, hoặc là bạn mới vừa thực hiện những cái liệu trình ví dụ như là lăn kim hoặc là laser vân vân xong, thì em này sẽ bổ sung elastin cho làn da, tăng sinh collagen, mọi thứ lên. Nói chung, mình thấy là cái công dụng của em này khá là đa năng bên cạnh cái vấn đề làm căng bóng da. À, một trong những điều mà mình phải nói với các bạn nữa, nếu như bạn muốn làm căng bóng da với em này thì các bạn nên kết hợp với một là peel, hoặc là hai là cái loại toner chứa acid, glycolic acid, lactic acid, malic acid, vân vân, những cái loại đó để mang lại hiệu quả cao nhất. Nếu như bạn vẫn đang thắc mắc là một vài là peel hoặc là một vài là toner chứa acid, thì mình sẽ để một vài loại recommend ở đây cho các bạn tham khảo nha. Ok, tiếp theo, đây cũng là một loại serum chứa HA, nhưng mà nó không phải là dạng lỏng như thằng Compliment kia, nó là dạng gel, đây là Hyaluronic Acid Gel. Cái bản thành phần của thằng Tena A4 này nó khá là đơn giản, nó chỉ là một cái base, nó chứa sodium hyaluronate thôi, rất là nhiều sodium hyaluronate. Và cái chất của nó thì nó cũng không bị quá lỏng như thằng Compliment, mà cái chất của nó sẽ đặc hơn. Đây, để cho các bạn coi, đây các bạn sẽ thấy nó chuyển động, cái chất của nó sẽ đặc hơn một tí so với thằng Compliment, và nó mang lại hiệu quả dưỡng ẩm nhiều hơn. Nhưng mà nếu để so ra thì trong thằng này nó chỉ chứa HA thôi, thằng kia thì nó chứa elastin nữa, mình thích thằng kia hơn. Nhưng mà bản này nó sẽ phù hợp với những bạn nào da quá nhạy cảm, da bị kích ứng. Bản thân thằng này cũng không cồn, không hương liệu luôn, tại vì đơn giản thôi, thằng elastin nó không có khả năng làm dịu da của các bạn. Nhưng mà con quỷ HA, một cái base nhiều như thế này thì có nha. Da thường cho đến da khô, thật ra là da dầu vẫn bon chen sử dụng được, không có vấn đề gì hết. Em này mình dùng da dầu tao đã luôn á, tao đã luôn á. Dùng con này xong, thề với các bạn luôn là đánh cái nền lên là cái nền đẹp lung linh xuất sắc 10 điểm, không cần cài kem dưỡng luôn. Đó là những điểm mà mình cực kỳ ưa thích. HA gel của thằng này cũng giống thằng Compliment, nó sẽ bị một cái là các bạn phải kết hợp với peel hoặc là các loại acid khác thì nó mới mang lại hiệu quả
cao so với làn da của chúng ta. Nhưng mà với cái giá của nó tầm 200 mấy, 300 ngàn thì nói chung là đây vẫn là một em mà mình có thể chấp nhận được và mình có thể recommend các bạn xài. Rồi, ở một diễn biến khác, thật ra là thằng này ban đầu nó giá có 195 ngàn. Sau đó thì bây giờ nó đang được sale với giá 149 ngàn. Thì mình nghĩ các bạn rất nên mua. Đây là thằng Clicotherapy 3%. Nó chứa 25% peptide, rồi còn có thêm glycolic acid và muối HA nữa. Thì nghe qua cái tổ hợp này thì chắc chắn là nó sẽ có thể làm căng bóng da của các bạn, đồng thời chống lão hóa cho da của các bạn rất là tốt. Thằng này không cột không hương liệu luôn. Và với cái giá 149 ngàn mình cho nó hẳn 11 điểm. Không có gì để bàn cãi hết. Thằng này nó sẽ chống lão hóa nè, dưỡng ẩm nè, hồi phục làn da, làm cho da căng bóng. Và thằng này cũng bị một cái, nếu như mà các bạn có thể kết hợp với peel và các loại toner chứa acid, hiệu quả nó mang lại rất là cao. Thằng này hồi xưa cũng là một trong những cái thằng cháy hàng, nhưng mà đơn giản thôi, bây giờ mình không biết là tại sao bây giờ giá của nó chỉ có 149.000 thôi. Nhưng với cái giá như thế này mọi người rất là nên mua nha. Con này 149.000 là rất nên mua, chấm 11 điểm. Rồi tiếp theo, thật ra thằng Tena nó có một thằng nữa, đó là thằng Berry Care Peeling. Cái thằng này thì nó sẽ đa năng hơn, tại vì trong thằng này nó có muối HA, nó có acid, nó có cả peptide để chống lão hóa và có các loại acid enzyme từ trái cây nữa để có thể peel da nhẹ nhàng. Con quỷ này nó sẽ phù hợp với bạn nào một là lười, các bạn chỉ cần một sản phẩm mà có tất cả trong một thì đây là con quỷ dành cho bạn. Cái thứ hai, nếu như bạn kiểu quá nhạy cảm với các loại acid khác, ví dụ như glycolic hoặc là lactic hoặc là malic, thì con quỷ này cũng dành cho bạn, tại vì bản chất peeling bằng enzyme trái cây. Các loại acid từ trái cây thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn với acid truyền thống á, ví dụ như glyco thì nó quậy da khá là mạnh, vậy các bạn phải lưu ý một tí. Rồi, các bà, các mẹ hoặc là các bạn muốn chống lão hóa sớm thì con quỷ này cũng được như vậy luôn. Bản thân nó chứa đủ các hoạt chất để có thể làm căng bóng da rồi. Vì vậy, nếu như mà bạn quá lười, thoai nhiều bước, chỉ cần một sản phẩm làm căng bóng da thì con quỷ này nó có thể mang lại hiệu quả cho các bạn. Nhưng cái gì mà chứa tất cả trong một thì thường là không có cái nào nó lên tới đỉnh hết. Vì vậy, em này vẫn tương đối nhẹ nhàng. Nếu như da của các bạn bị mỏng thượng bì, da của bạn không quá dày sừng thì nó sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt. Còn nếu như da của bạn dày sừng thì mình nghĩ là sản phẩm này sẽ quất đâu đó chắc được 3-4 điểm ở trên làn da của bạn. Hoặc cũng như mình đã nói rồi, cứ peel rồi toner acid xong rồi dùng thằng này thì maybe hiệu quả nó sẽ lên được tầm 7-8 điểm. Đó là lời recommend của mình nha. Rồi, ok mọi người ơi, trên tay mình có 3 chai Balenda Good Skin. Thật ra 3 thằng này hoàn toàn có khả năng làm cho da của mọi người căng bóng, nhưng mà nó sẽ khác nhau một tí. Đầu tiên, cái chai có khả năng làm cho da của mọi người căng bóng nhất, nó sẽ là cái chai này. Đây là chai Acid Peel. Trong này sẽ chứa tổ hợp 10% giữa AHA, BHA và Niacinamide. Và mang tiếng là một chai Acid Peel, nhưng mà đây là một cái chai mà mọi người có thể dùng mỗi ngày và không cần phải rửa mặt lại. Cơ bản nó là một loại serum peel, mọi người chỉ cần thoa lên một lớp thôi, sau đó đợi nó khô. Và nếu như mà mọi người xiên, mọi người có thể đợi đâu đó khoảng 5-10 phút cho acid nó bắt đầu hoạt động, sau đó chúng ta mới apply thêm các vật dưỡng khác thì như vậy nó sẽ ok. Nhưng mà con quỷ này có thể dùng được mỗi ngày, thậm chí một ngày bạn có thể sử dụng 2 lần mà không ngại da của bạn bị kích ứng gì hết. Và bên cạnh đó, con quỷ này kết hợp với retinol rất là đẹp. Mình nghĩ là đây là một trong những cái thằng serum có khả năng làm cho da của mọi người căng bóng một cách độc lập luôn. Và với cái giá của nó có 300 mấy chục ngàn thôi thì mình nghĩ mọi người rất nên mua. À, nếu như mọi người bị kích ứng với cái line cũ của Balenda thì rất may cho mọi người cái line Whisky này nè hoàn toàn bỏ qua cùng với hương liệu hết, vậy cực kỳ an toàn luôn. Nhưng mà chỉ bị một cái, khi bỏ qua hết như vậy thì cái hạn sử dụng sau khi mở nắp của nó khá là ngắn, nó chỉ có 3 tháng thôi. Vậy khi mà mọi người dùng thì mọi người nhớ tập trung dùng cho hết nha. Ok, rồi cái chai thứ hai mà bản thân nó cũng có khả năng làm cho da của mọi người căng bóng luôn, đó là thằng Glow Boost. Trong này thì sẽ chứa 6.5% tổ hợp của glycolic acid nè, vitamin C và ferulic acid, đồng thời mình còn có thấy sự xuất hiện của muối HA nữa. Bản thân thằng này thì nó là đủ acid, đủ vitamin C, đủ HA để có thể làm cho da mọi người căng bóng rồi, và nó có thể hỗ trợ mọi người trong vấn đề mờ thâm nữa cơ. Và nếu như mà xét về độ toàn vẹn thì con này có thể gọi là toàn vẹn hơn so với con kia, nhưng mà con kia sẽ làm mài nhẵn thượng bì của mọi người nhanh hơn. Rồi, mình nghĩ con này nếu như mọi người sử dụng nó với mục đích là làm cho da căng bóng và glow á và ngậm nước đủ á thì con này một mình nó là ok. Nhưng mà nếu như mọi người muốn mờ thâm vân vân nhiều hơn thì mình nghĩ là mọi người phải thêm mấy thằng vitamin C, hoặc ít nhất là mọi người sẽ peel hoặc là retinol vô thì cái hiệu quả mờ thâm của mọi người mới cao. Nhưng mà cái thằng này thì một mình nó
để hiệu quả làm căng bóng da là một mình nó đã ok rồi nha. Rồi, nhưng mà thằng cuối cùng này nó bị khác. Nếu như mọi người thấy thì đây, không biết mọi người thấy không, thằng này là thằng Haraboost. Thằng này sẽ chứa 5% muối HA và tổ hợp G-Halo để làm cho da của chúng ta ngậm nước nhiều hơn. Và thằng này nó đặc lắm mọi người ơi, nó rất là đặc. Mình là một người có làn da dầu mà mình chỉ cần sử dụng một thằng serum này, mình không dùng kem dưỡng thêm luôn á. Chứng tỏ là thằng này rất đặc, đánh đề lên rất là đẹp. Như vậy nó cũng phù hợp với bạn từ da thường cho đến làn da khô thôi. Nếu như mà da dầu mà muốn bon chen sản phẩm này, mình nghĩ là phải bỏ hẳn kem dưỡng ra luôn cơ. Nhưng với những làn da khô thiếu ẩm mà để tìm một sản phẩm làm căng bóng làn da thì con quỷ này ok nha. Con quỷ này nó rất là tốt cho làn da của chúng ta, không cồn không hương liệu luôn. Mình thấy mấy thằng này là mình recommend các bạn kiểu có tâm hết sức rồi đó. Rồi ok, nội dung của video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Mình hy vọng là những cái loại này mình giới thiệu cho các bạn sẽ giúp cho các bạn có những cái nhìn mới hơn, những cái loại serum làm cho da căng bóng, giá rẻ. Mình nghĩ là tất cả các sản phẩm mình giới thiệu là giá rẻ nhất trên thị trường rồi đó, và mang lại hiệu quả cao, đồng thời là an toàn cho làn da của các bạn luôn. Vậy các bạn có thể tự tin tỏa sáng nha. Ok, hẹn gặp lại mọi người trong các video sau. Bye bye.